Xin chào các em, chào mừng các em đến với khóa học sinh học 12 của trang học trực tuyến olm.vn. Ở bài trước, chúng ta đã được tìm hiểu về điều hòa hoạt động của gen. Ở bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đột biến gen nhé. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu 3 nội dung chính sau đây: khái niệm và các dạng đột biến gen, nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen, hậu quả và ý nghĩa. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, khái niệm và các dạng đột biến gen. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen. Có rất nhiều kiểu đột biến về cấu trúc của gen, trong đó đột biến chỉ liên quan đến một cặp nucleotide được gọi là đột biến điểm. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình được gọi là thể đột biến. Vậy, có các dạng đột biến nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo. Các em hãy quan sát hình dưới đây và cho cô biết chuỗi polypeptide do gen này mã hóa đã bị thay đổi ở axit amin số mấy từ trái sang phải. Đúng vậy, ở đây cặp AT ở vị trí số 7 đã bị thay thế bởi cặp GX. Đột biến này được gọi là đột biến thay thế một cặp nucleotide. Dạng đột biến này có thể làm thay đổi trình tự axit amin trong protein, dẫn đến làm thay đổi chức năng của protein. Như chúng ta đã thấy, chuỗi polypeptide được mã hóa bởi đoạn gen dưới đây đã bị thay đổi một axit amin, từ axit amin phenylalanine thành axit amin leucine. Khi đột biến thêm vào một cặp nucleotide trong gen, sẽ dẫn đến mã di truyền bị đọc sai kể từ vị trí xảy ra đột biến. Đoạn gen dưới đây thêm một cặp XG ở vị trí số 7. Không đọc mã di truyền thay đổi, dẫn đến làm thay đổi trình tự axit amin trong chuỗi polypeptide, làm thay đổi chức năng của protein. Đoạn axit amin ban đầu có trình tự methionine, lysine, phenylalanine, glycine. Sau khi thêm một cặp nucleotide, mã di truyền bị đọc sai kể từ vị trí xảy ra đột biến, trình tự chuỗi axit amin bị thay đổi dẫn đến thay đổi chức năng của protein. Tương tự, với đột biến mất một cặp nucleotide, mã di truyền cũng bị đọc sai kể từ vị trí xảy ra đột biến dẫn đến thay đổi chức năng của protein. Vậy, các dạng đột biến trên đã ảnh hưởng đến tổng số nucleotide N, chiều dài L và số liên kết hydro của gen như thế nào? Các em hãy giúp cô hoàn thành bảng dưới đây bằng cách chọn từ đúng để điền vào vị trí tương ứng. Các em đã hoàn thành bảng dưới đây rất xuất sắc. Dựa vào bảng này, các em hãy hoàn thành bài tập sau. Gen 1 có tổng số 3.000 nucleotide, có số nucleotide loại adenine chiếm 20% tổng số nucleotide của gen. Gen 1 bị đột biến điểm thành gen 2 với tổng số liên kết hydro là 3.901. Hãy xác định dạng đột biến xảy ra với gen 1. Chúc mừng các em với câu trả lời rất tốt. Dựa vào tổng số nucleotide của gen và phần trăm adenine, ta tính được số nucleotide từng loại của gen 1 là A bằng T bằng 600, G bằng X bằng 900. Suy ra, số liên kết hydro của gen 1 là 3.900. Gen 1 bị đột biến điểm thành gen 2, có số liên kết hydro tăng lên 1. Vậy, dạng đột biến ở đây là thay thế một cặp AT thành một cặp GX. Chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến gen. Về nguyên nhân, đột biến gen có thể phát sinh trong tự nhiên, gọi là đột biến tự nhiên, hoặc do con người sử dụng các tác nhân gây đột biến là đột biến nhân tạo. Trong tự nhiên, tất cả các sinh vật đều có khả năng bị đột biến, nhưng với tần số rất thấp, từ 10^-6 đến 10^-4. Tuy nhiên, tần số đột biến gen có thể thay đổi tùy thuộc vào các tác nhân đột biến. Đột biến gen có thể phát sinh do các tác nhân sau. Tác nhân bên ngoài, do các tác nhân vật lý như tia phóng xạ, tia tử ngoại, sốc nhiệt, tác nhân hóa học như 5BU,
acridin hay tác nhân sinh học như virus viêm gan B, virus herpes. Trong chiến tranh, Mỹ đã giải chất độc màu da cam xuống lãnh thổ Việt Nam. Chất độc màu da cam có chứa dioxin là nguyên nhân của rất nhiều bệnh như ung thư, dị dạng và nhiều rối loạn chức năng ở người. Nguyên nhân tiếp theo là nguyên nhân bên trong tế bào, do sự rối loạn quá trình trao đổi chất trong tế bào hoặc là sự bắt cặp nhầm lẫn giữa các bazơ nitơ. Về cơ chế phát sinh của đột biến gen, đầu tiên là do sự kết cặp không đúng trong quá trình nhân đôi ADN do các bazơ nitơ dạng hiếm. Trong tế bào, các bazơ nitơ thường tồn tại thành hai dạng cấu trúc là dạng thường và dạng hiếm. Các dạng hiếm có những vị trí liên kết hydro bị thay đổi, làm cho chúng kết cặp không đúng trong quá trình nhân đôi dẫn đến phát sinh đột biến gen. Ví dụ, guanine dạng hiếm kết cặp với timin trong quá trình nhân đôi. Qua hai lần nhân đôi, tạo đột biến thay thế cặp GX thành cặp AT. Vậy, nếu như timin dạng hiếm kết cặp với guanine trong quá trình nhân đôi, sẽ gây đột biến gì? Một câu trả lời hoàn hảo. Thứ hai, do sự tác động của các tác nhân gây đột biến. Tác nhân hóa học như nam-brom uracil là chất đồng đẳng của timin, gây thay thế AT thành GX qua 3 lần nhân đôi. Ngoài ra, còn có các tác nhân như tia UV làm bazơ timin trên một mạch ADN liên kết với nhau dẫn đến phát sinh đột biến gen hoặc là do các loại virus. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen. Về hậu quả, đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính. Giá trị thích nghi của đột biến gen phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường. Người ta ứng dụng đột biến gen để tạo ra những giống lúa thích nghi với điều kiện môi trường, có lợi cho sản xuất và đời sống thực tiễn. Tuy nhiên, cũng có những đột biến gen gây ảnh hưởng xấu cho đời sống sinh vật, như dê bị đột biến chỉ có hai chân. Đột biến có vai trò quan trọng đối với tiến hóa và thực tiễn. Đột biến gen làm xuất hiện các allele khác nhau, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật. Tuy tần số đột biến của từng gen rất thấp, nhưng số lượng gen trong tế bào rất lớn và số cá thể trong quần thể cũng rất nhiều. Nên nhìn chung, trong mỗi quần thể sinh vật, số lượng gen bị đột biến được tạo ra trên mỗi thế hệ là đáng kể, tạo nguồn biến dị di truyền lớn. Đột biến gen cũng góp phần tạo ra giống mới, cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống, đem lại lợi ích cho sản xuất kinh tế. Qua bài này, chúng ta đã biết được đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen. Các dạng đột biến điểm bao gồm thay thế, thêm, mất một cặp nucleotide. Đột biến gen có thể có hại, có lợi hoặc trung tính. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa và chọn giống. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Cảm ơn các em.